Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine, mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Nga tiết lộ thời điểm binh lính được huy động đến Ukraine sẽ trở về nước. Đánh giá mới về thực trạng nền kinh tế Ukraine. Không thuyết phục được Nga, EU lục đục vì quyết định liên quan tới Ukraine. Nga tuyên bố hạ 7 UAV của Ukraine ở Moscow và Crimea. NATO nói Kiev đã xích lại gần hơn với liên minh. NATO hối thúc các nước thành viên đẩy mạnh sản xuất vũ khí cho Ukraine. Chính trị gia ép, Tổng thống Zelensky sẽ khiến cho một bộ phận đáng kể đàn ông Ukraine bị hủy diệt nếu tiếp tục chiến sự. Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ đe dọa EU. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Katapolov cho biết những người Nga được huy động sẽ rời khỏi khu vực chiến đấu sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine kết thúc. Họ sẽ trở về nhà sau khi hoàn thành chiến dịch đặc biệt, không có sự luân chuyển họ có thể nghỉ phép sau mỗi 6 tháng phục vụ. Katapolov nói và lưu ý rằng thời gian nghỉ phép không bao gồm thời gian đi lại. Quan chức này cho biết đây là một quá trình liên tục, có những đơn vị mới được thành lập và bổ sung, có những người bị thương và phải ngừng phục vụ trong một thời gian, nhưng đơn vị này phải luôn sẵn sàng chiến đấu. Vào ngày 15 tháng 9, Tổng thống Nga Putin cho biết có tới 300.000 công dân Nga đã ký hợp đồng với lực lượng vũ trang Nga. Vào ngày 8 tháng 9, Phó tướng Duma Quốc gia, Trung tướng Andrei Gurulev đã viết trên kênh Telegram của mình rằng việc luân chuyển những người được gọi đến vùng xung đột sẽ không được thực hiện thông qua một cuộc huy động khác. Bình luận về lời nói của Gurulev, Andrei Katapolov nói rằng thay vào đó binh lính hợp đồng sẽ được sử dụng để luân chuyển. Việc huy động một phần được công bố ở Nga vào ngày 21 tháng 9 năm 2022, sau đó người ta lên kế hoạch tuyển dụng khoảng 300.000 người. Ngày 28 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết đợt huy động đã kết thúc. Khi cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài sang tháng thứ 18, tác động trực tiếp và gián tiếp đến nền kinh tế nước này rất nghiêm trọng. Có lẽ đã đến lúc phải có một cách tiếp cận mới. Theo nhận định của nhà bình luận Ukraine Kuta trên tờ Kiev Post mới đây, sau hơn 18 tháng giao tranh, nền kinh tế Ukraine rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi suy giảm 30% vào năm 2022, IMF dự báo nền kinh tế nước này chỉ tăng trưởng 1 đến 3% vào năm 2023. Thiệt hại trực tiếp do cuộc xung đột ước tính lên đến 150 tỷ USD, gần tương đương với tổng GDP hiện tại của Ukraine. Nếu tính cả những tác động gián tiếp, thì con số lên tới hàng trăm tỷ USD. Hàng triệu người đã rời khỏi Ukraine, trong khi hàng triệu người khác phải di tản trong nước tỷ lệ nghèo đói đã tăng từ 5,5% trước cuộc xung đột lên gần 25% vào năm 2022, và một số dự báo chi tiết cho biết con số này sẽ đạt 55% vào cuối năm 2023. Ông Kuta cho rằng những thiệt hại là rất lớn khiến hàng triệu gia đình Ukraine đang phải đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn nữa là sự sụp đổ trong mô hình kinh tế của Ukraine những cách đảm bảo thu nhập thông thường của người Ukraine đột nhiên không còn khả dụng hoặc khó đạt được hơn nhiều. Trước khi xung đột nổ ra, hàng triệu công dân Ukraine, nhiều trong số đó là nam giới, đã tìm việc làm ở các nước thuộc EU. Một số làm việc ở nước ngoài quanh năm, một số khác là lao động thời vụ. Tổng số lao động ngày nay ước tính lên tới 7 triệu người. Trong những năm trước giao tranh, thu nhập từ hoạt động này tạo ra tương đương khoảng 10% GDP. Những công nhân này mang lại thu nhập chính cho gia đình họ với tổng số người được hỗ trợ trực tiếp bởi hệ thống lao động khổng lồ này lên tới 20 triệu, chiếm một nửa dân số Ukraine. Nhưng hệ thống này đã tê liệt sau tháng 2 năm 2022. Chính phủ Ukraine đã cấm xuất cảnh đối với tất cả nam giới đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, như hầu hết các chính phủ khác sẽ làm trong tình huống tương tự. Cùng lúc đó, nhiều người lao động ở Ukraine đã ở nước ngoài trở về để bảo vệ quê hương. Cuộc xung đột trở thành cuộc chiến tiêu hao sinh lực từ đó cho đến nay. Tuy nhiên, các hạn chế về việc rời khỏi Ukraine vẫn được áp dụng, thực tế đã làm suy sụp hệ thống lao động ở nước ngoài đang tạo cơ hội cho nhiều gia đình Ukraine. Song song đó, nga tiến hành phong tỏa các cảng lớn của Ukraine, cắt đứt một phần lớn hàng xuất khẩu và thu nhập của nước này. Tuy nhiên, một yếu tố khác của mô hình kinh tế Ukraine trước cuộc xung đột đã bị ảnh hưởng nặng nề. Xuất khẩu giảm khoảng 30% vào năm 2022 và tiếp tục giảm trong những tháng đầu năm 2023. Những nỗ lực mở rộng các tuyến hậu cần trên bộ và các sáng kiến ngoại giao như sáng kiến ngũ cốc biển đen đã giúp ích phần nào, nhưng chưa đủ để cải thiện hoàn toàn tình hình. Một động lực của nền kinh tế Ukraine đã bị suy yếu. Để bù đắp những vấn đề trên, các đối tác quốc tế của Ukraine đã cung cấp gói hỗ trợ tài chính trực tiếp hào phóng trị giá khoảng 70 tỷ euro vào cuối tháng năm vừa qua, Điều này gần tương ứng với tổn thất trong GDP. Và đó là lý do chính khiến nền kinh tế Ukraine vẫn đứng vững và chưa sụp đổ hoàn toàn. Vấn đề có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nỗ lực đối đầu với các lực lượng Nga của nước này. Với chi phí tài chính khổng lồ để duy trì khoảng 1 triệu binh sĩ chiến đấu, khoản viện trợ này về cơ bản là thứ duy nhất góp phần đảm bảo ngân sách cho Ukraine. Theo các hệ thống đang được vận hành, nguồn thu trong nước từ thuế và các nguồn khác chủ yếu được lấy từ nguồn tài trợ cho quân đội. Tất cả các chi phí, ngân sách khác chủ yếu là tiền lương cho nhân viên khu vực công, lương hưu và các khoản chi trả xã hội khác, hầu hết đều được tài trợ bằng tiền của các nhà tài trợ. Điều này đã tạo ra tình trạng khu vực tư nhân, động lực tăng trưởng của Ukraine trong 30 năm qua, chịu trách nhiệm tạo ra phần lớn việc làm và GDP trước cuộc xung đột, không có nguồn thu nhập. Cả nước sống nhờ thu nhập từ các nhà tài trợ của nhân viên khu vực công, người hưu trí và người nhận trợ cấp xã hội, cũng như binh sĩ và gia đình họ. Đây là động lực kinh tế duy nhất còn lại vẫn đang hoạt động, mặc dù bằng tiền do nhà tài trợ cung cấp. Không thuyết phục được Nga, EU lục đục vì quyết định liên quan tới Ukraine. Lệnh cấm tạm thời nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hướng dương do Liên minh châu Âu-EU áp đặt vào đầu tháng 5 đã được dỡ bỏ vào cuối tuần qua. Động thái này đã gây chia rẽ giữa các thành viên phía đông của khối, với một số nước ủng hộ quyết định, còn một số khác thì quyết định phản đối đến cùng. Ukraine vốn là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới trước khi xung đột với Nga nổ ra vào năm 2022. Xung đột này đã làm giảm khả năng xuất khẩu nông sản ra thị trường toàn cầu của Ukraine. Nông dân Ukraine chỉ có thể xuất khẩu ngũ cốc sang các nước láng giềng do các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đen bị phong tỏa. Từ tháng 5 năm 2022, EU cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc dự trữ qua khối này. Theo đó Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia đã trở thành các quốc gia trung chuyển ngũ cốc Ukraina. Các nước này đồng ý nhập khẩu một số sản phẩm từ Ukraina mà không hạn chế về số lượng, không làm thủ tục hải quan, không bị đánh thuế và kiểm tra chính thức. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, một số quốc gia EU đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về dòng sản phẩm nông nghiệp giá rẻ tràn vào từ Ukraina. Nhiều nước cáo buộc tỷ lệ lớn hàng nông sản của Ukraine sau khi được đưa vào EU đã không được xuất khẩu tiếp mà bị bán phá giá trên thị trường, nhất là tại các nước Trung và Đông Âu. Thực tế này đã dẫn tới việc nhiều nước đơn phương cấm nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm từ Ukraine để bảo vệ nhà sản xuất trong nước. Đầu tháng 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu EC đã áp đặt các biện pháp phòng ngừa đặc biệt và tạm thời đối với hàng nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu, hạt hướng dương của Ukraine đối với 5 quốc gia thành viên nhằm giảm bớt tác động của việc giá cả giảm mạnh ở các nước láng giềng với Ukraine. Tuyên bố của EC nêu rõ những biện pháp nói trên nhằm giảm tắc nghẽn về logistics liên quan đến những nông sản này tại Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Lệnh cấm cho phép các sản phẩm của Ukraine được vận chuyển qua các quốc gia thành viên nhưng không được bán hoặc lưu kho ở đó. Ban đầu nó được cho là sẽ kết thúc vào tháng 6 nhưng đã được kéo dài đến giữa tháng 9. Thỏa thuận mang tên sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, đàm phán, được ký kết vào tháng 7 năm 2022. Trong khuôn khổ sáng kiến, Nga và Liên Hiệp Quốc đã ký bản ghi nhớ MOU về việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường thế giới. Về phía Nga, nước này sẽ cung cấp một hành lang ngũ cốc an toàn qua Biển Đen để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine. Đây là thỏa thuận duy nhất được ký kết giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Thỏa thuận này được ca ngợi là có ý nghĩa quan trọng trong việc xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày nay, đang càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa các nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Thỏa thuận lần 3 đã được gia hạn và hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, sau khi Nga đình chỉ tham gia với cáo buộc phương Tây không thực hiện cam kết đảm bảo cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc vẫn chưa thuyết phục được Nga quay lại thỏa thuận này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vesenin khẳng định các nước phương Tây cần phải cho phép ngân hàng nông nghiệp Rosen kết nối lại với hệ thống SWIFT nếu muốn hồi sinh sáng kiến ngũ gốc biển đen. Nga đồng thời tuyên bố sẽ quay trở lại thỏa thuận này nếu các điều kiện của Nga liên quan đến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này ra thị trường thế giới được đáp ứng. EC cho biết sẽ đình chỉ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đối với 5 quốc gia láng giềng của Ukraine là Ba Lan, Romania, Bulgaria, Hungary và Slovakia. Theo các thỏa thuận mới của EU, Ukraine đã đồng ý thực hiện các bước nhanh chóng để ngăn chặn sự gia tăng xuất khẩu ngũ cốc sang khối. Ủy ban châu Âu đã đồng ý kiềm chế áp đặt các hạn chế miễn là các biện pháp của Ukraine có hiệu quả. Các nước thành viên EU có nghĩa vụ phải tuân thủ các quyết định thương mại của Bruxelles. Các quan chức EU cho biết việc cấm đơn phương nhập khẩu ngũ cốc của Ba Lan và các nước láng giềng vào mùa xuân có thể vi phạm luật pháp EU. Trước khi quyết định của EC được công bố, Ba Lan và Hungary đã cảnh báo rằng họ sẽ hành động riêng lẻ để loại ngũ cốc giá rẻ của Ukraine ra khỏi thị trường. Thủ tướng Ba Lan Morawiecki cho biết Warsaw sẽ đơn phương ngăn chặn việc nhập khẩu nông sản từ Ukraine bắt đầu từ ngày 16 tháng 9. Hungary thì áp đặt lệnh cấm nhập khẩu đối với 24 sản phẩm của Ukraine như ngũ cốc, hạt cải dầu và hạt hướng dương, cũng như một số sản phẩm thịt, mật ong và trứng. Thủ tướng Victoria Oban cáo buộc Bruxelles đã nhắm mắt làm ngơ trước các vấn đề của nông dân châu Âu, đồng thời nói thêm rằng cây trồng của Ukraine dành cho châu Phi đang tràn ngập thị trường Trung Âu. Trong khi đó, chính phủ Slovakia quyết định cấm nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine Thủ tướng nước này, ông Ludovic Odo nói rằng, Bratislava buộc phải ngăn chặn áp lực quá mức lên thị trường Slovakia để duy trì sự công bằng cho nông dân địa phương. Bulgaria đã trở thành một ngoại lệ đáng chú ý sau quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận ngay cả trước khi bước đi của EC được công bố. Bộ trưởng Tài chính Asen Vasilev cho biết lệnh cấm đã tước đi nguồn thu thuế của chính phủ và khiến cho giá thực phẩm tăng cao. Thời kỳ 30 năm không có đối thủ xứng tầm của phương Tây đã kết thúc những gì diễn ra cho thấy vô số biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ dẫn đầu không làm thay đổi được tình hình và các nước đối thủ đang tìm mọi cách xích lại gần nhau hơn. Nhà báo Mark Champion của hãng tin Bloomberg nhận xét, Chi tiết thực tế của các cuộc đàm phán giữa Nga và Triều Tiên chưa được công bố, nhưng tình báo Anh cho biết một số thỏa thuận quân sự đã được thống nhất. Theo báo cáo của các chuyên gia phương Tây, lô đạn dược đầu tiên từ Triều Tiên đến Nga đã có vào năm ngoái, nhưng giờ đây dòng chảy này có thể mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể nhiều người thắc mắc tại sao Nga không thể làm được điều Ukraine đang làm. Suy cho cùng, Kiev cũng nhận được vũ khí, đạn dược từ nhiều nước trên thế giới. Nhưng suy cho cùng, vẫn có sự khác biệt giữa việc giúp đỡ phòng thủ và tấn công. Nhà báo Champion viết, Ngoài ra cần để ý đến một thực tế khác, Chủ tịch Kim nói rõ rằng ông đến thăm Nga để xây dựng một liên minh chiến lược chống lại Mỹ, chứ không chỉ để buôn bán đạn dược. Bài học cho Washington là thời kỳ 30 năm không có đối thủ ngang tầm của phương Tây đã kết thúc. Tất nhiên trước đây, Hoa Kỳ và châu Âu đã phải đối phó với nhiều quốc gia và đối thủ cạnh tranh, cũng như những kẻ khủng bố quốc tế như IS hay Al Qaeda. Tuy nhiên, không có đối thủ chiến lược nào lại hành động một cách cứng rắn, đàng hoàng và có nguồn lực đủ để chống lại phương Tây. Bây giờ Nga đang tập hợp một nhóm đa dạng các quốc gia cùng chỉ hướng cho mục tiêu của mình. Đầu tiên là Iran, mặc dù mối quan hệ giữa Moscow và Tehran không phát triển cho đến năm 2015, sau đó đến Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là Triều Tiên. Với những các đồng minh như vậy, ý tưởng về các quốc gia đối thủ riêng lẻ với Mỹ có thể không còn ý nghĩa nữa khi họ trở thành một khối đủ khả năng gây ra cạnh tranh đáng kể. Tác giả tin rằng đây chưa phải là chiến tranh lạnh đã quay lại mà cho đến nay chỉ là một phiên bản đơn giản hóa. Nhưng các sự kiện đang diễn biến theo chiều hướng như vậy, trước thực tế trên phương Tây cần xem xét nghiêm túc hơn những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đồng minh đang nói, bởi tình hình nếu mất kiểm soát sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Kiev sẽ đáp trả nếu các nước EU quyết định áp đặt các hạn chế đơn phương đối với ngũ cốc của Ukraine, trái với các quyết định được đưa ra tại Bruxelles. Vừa qua, Ủy ban châu Âu đã quyết định không gia hạn lệnh cấm vận chuyển lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine tới Ba Lan, Hungary, Romania, Bulgaria và Slovakia. Các biện pháp hạn chế được áp dụng vào tháng 5 đã hết hạn vào ngày 15 tháng 9. Trong khi chính quyền Bulgaria ủng hộ động thái này, bốn quốc gia thành viên EU khác cho biết họ hiện sẽ đưa ra các hạn chế ở cấp quốc gia do nhu cầu bảo vệ ngành nông nghiệp của họ. Tổng thống Ukraine Zelensky ngay lập tức đã có những phản ứng. Ông viết trên Telegram rằng ông đã nói chuyện với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen qua điện thoại, nói với bà rằng ông rất biết ơn vì bà đã giữ lời và duy trì các quy tắc của thị trường tự do. Quyết định không gia hạn lệnh cấm của Bruxelles là một ví dụ về sự đoàn kết và tin cậy thực sự giữa Ukraine và EU. Châu Âu luôn chiến thắng khi có các quy tắc có hiệu lực và các hiệp ước được thực hiện, ông nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng bây giờ điều quan trọng là đảm bảo sự thống nhất của châu Âu cũng có tác dụng ở cấp độ song phương, rằng các nước láng giềng ủng hộ Ukraine trong bối cảnh nước này đang xung đột với Nga. Nếu Ba Lan, Hungary, Romania hoặc Slovakia đưa ra quyết định vi phạm luật pháp EU, Ukraine sẽ phản ứng một cách văn minh. Ông Zelensky cảnh báo nhưng không nêu rõ các biện pháp đối phó mà Kiev có thể sử dụng để bảo vệ lợi ích của mình. Sau khi biết về phán quyết của Ủy ban Châu Âu vào hôm thứ sáu, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, Warsaw so sẽ gia hạn lệnh cấm đối với ngũ cốc của Ukraine. Chúng tôi sẽ không nghe theo Berlin, Volodymyr, vì đó là lợi ích của nông dân Ba Lan. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng công bố một kế hoạch tương tự, cho biết ông đang chuẩn bị cho một cuộc chiến nghiêm túc ở Bruxelles về vấn đề ngũ cốc. Warsaw và Budapest đã phản đối mạnh mẽ việc giao ngũ cốc cho Ukraine, mặc dù có quan điểm khá trái ngược nhau về cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Lan là một trong những nước ủng hộ chính của Ukraine trong EU, cung cấp vũ khí cho nước này và kiên quyết thực hiện các biện pháp ngay càng cứng rắn đối với Nga. Trong khi chính quyền Hungary liên tục chỉ trích lệnh trừng phạt của khối đối với Moscow là không hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh vào giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề cuộc khủng hoảng. Sáng nay, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV của Ukraina ở ngoại ô Moscow và 6 chiếc khác trên bán đảo Crimea. Nga tuyên bố hạ 7 UAV của Ukraina ở Moscow và Crimea. NATO nói Kiev đã xích lại gần hơn với liên minh. Trên Telegram, bộ này cho hay, vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 17 tháng 9, tức 22 giờ 45 phút ngày 16 tháng 9, theo giờ địa phương, một UAV đã bị đánh chặn trên bầu trời quận Ichiski của Moscow. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, theo số liệu sơ bộ, không có thiệt hại hay thương vong tại địa điểm nơi mảnh vỡ của chiếc máy bay này rơi xuống. Các nhân viên cơ quan tình trạng khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, hai UAV của Ukraine bị phá hủy lúc 1 giờ 15 phút trên bờ biển phía tây bán đảo Crimea, cùng với bốn chiếc khác bị phát hiện và phá hủy trên bán đảo này trong khoảng thời gian từ 1 giờ 45 phút đến 2 giờ 20 phút. Kể từ khi Kiev phát động cuộc phản công vào hồi đầu tháng 6, Moscow đã vượt qua làn sóng tấn công bằng UAV khiến các tòa nhà bị hư hại lẻ tẻ, kể cả ở thủ đô. Các quan chức Nga đã hạ thấp mức độ của các cuộc tấn công này. Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã cảnh báo sẽ không có sự kết thúc nhanh chóng xung đột tại Ukraine trong bối cảnh Kiev tiếp tục cuộc phản công chống lại Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông kỳ của Đức, Tổng thư ký NATO cho biết, hầu hết các cuộc xung đột kéo dài hơn dự kiến khi chúng mới bắt đầu, vì vậy chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột lâu dài ở Ukraine. Kiev đã phát động cuộc phản công kể từ tháng 6, đẩy lùi các vị trí cố thủ của Nga ở miền Nam và miền Đông, nhưng chỉ thu được một số kết quả hạn chế. Về tham vọng gia nhập NATO của Ukraine, ông Stoltenberg nhận định, Kiev đã xích lại gần hơn với NATO tại cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh vào hồi tháng 7. Cũng tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí rằng Kiev có thể gia nhập Liên minh ngay khi đáp ứng được các điều kiện cụ thể. Các quan chức Mỹ và Đức đã nhấn mạnh các điều kiện này, bao gồm cả việc Ukraine thực hiện các cải cách để bảo vệ nền dân chủ và pháp quyền. NATO hối thúc các nước thành viên đẩy mạnh sản xuất vũ khí cho Ukraine Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, thừa nhận yêu cầu vũ khí và đạn dược của Ukraine cũng như mức độ sử dụng chúng của Kiev thực sự lớn, vượt quá khả năng sản xuất của liên minh này. Mức độ vũ khí và đạn dược mà Ukraine yêu cầu thực sự lớn, quy mô và số lượng, những vũ khí được sử dụng vượt quá khả năng sản xuất của chúng tôi. Ông Bauer cho hay trong một cuộc họp báo ở Na Uy. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cũng cho biết các nước thành viên quyết định cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine phải suy nghĩ về những rủi ro an ninh của chính mình. Về việc này, ông Bauer kêu gọi các nước NATO giải quyết vấn đề bằng cách tăng cường khả năng sản xuất trong ngành quốc phòng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho biết các cuộc thảo luận về việc cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine đang diễn ra và chính quyền Kiev sẽ sớm nhận được vũ khí này. Vào hồi tháng 8 năm 2023, ông Apti Alaudinov, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm AMAT, đồng thời là phó chỉ huy quân đoàn số 2 lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugan cho biết hơn 30% vũ khí được phương Tây cung cấp cho Ukraine đã bị xóa sổ. Đó là chưa kể đến số lượng binh lính giàu kinh nghiệm mà quân đội Ukraine đã tổn thất. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đánh giá, các vũ khí phương Tây được cung cấp cho Ukraine đã không thể hiện tốt như kỳ vọng trên chiến trường, trong khi vũ khí Nga đã chứng minh được tính hiệu quả. Moscow chỉ trích việc phương Tây hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Vào tháng 4 năm 2022, Nga đã gửi công hàm ngoại giao tới tất cả các nước NATO về việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cảnh báo bất kỳ đợt vận chuyển nào có chứa vũ khí của Ukraine đều trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!